Chương trình Chuyện Người Chuyện Ta sẽ được tiếp tục với phần 3 và chúng tôi vẫn đang tiếp tục nói chuyện về những lời khuyên, những cái giải quyết, những cái phương pháp làm sao mà khi mà đứng trước tình thế căng thẳng giữa nàng dâu và mẹ chồng, hay nói rộng hơn là gia đình chồng, thì câu chuyện mà luật sư nói vừa rồi đó là có thật phải không thưa luật sư? Nó là một trong những cái câu chuyện mà chúng tôi đã gặp phải mà và cái chuyện đó thì cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn, là bởi vì cái người mẹ chồng đó thì vì vấn đề bệnh tật thành ra là không thể nào có thể tự săn sóc mình được. Thành ra khi một người con muốn làm tròn chữ hiếu thì muốn đưa mẹ về nhà để mà lo lắng, nhưng bước đầu với sự đồng ý của người vợ, tại vì dĩ nhiên là cái người con gái hay người vợ thì cũng bao giờ muốn chồng cho mình báo hiếu. Nhưng mà khi mà mình lo cho một người bệnh ở trong gia đình như vậy đó, mà mình vẫn còn phải đi ăn đi làm, là cái những cái áp lực đó và những cái sự khổ cực mà cả con ngày coi đêm nó rất là nhiều. Và tới một lúc nào đó thì người vợ, nàng dâu như giọt nước tràn ly, giọt tới tràn ly, không thể chịu nổi nữa, mà nó xảy đến cái chuyện là đổ vỡ đó. Thành thử ra mình nói thì mình ở ngoài, mình nhìn vào, mình khía cạnh, mình bảo là mình không thể nào mình nói được là người con trai như thế thì đừng nên mang mẹ về nhà mình, nên đưa vào trong viện vững dưỡng lão. Tại vì cũng như lời Phương Thơ Bích Trâm biết ở đây đó, cái tuổi già ở bên Mỹ nó rất là buồn, là bởi vì nếu mà nhất là về bên xứ này thì không có đẻ con nhiều. Ở Việt Nam mình thôi, dự chẳng hạn không có thằng hai thì có thằng ba, không có thằng ba thì có năm, thí dụ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ở đây không phải như vậy, có thể một gia đình chỉ có một hai đứa con thôi đó. Mà khi mà cái tuổi già mà ở trong cái viện dưỡng lão thì dĩ nhiên là cái tinh thần của người già rất là dễ suy sụp, để đi xuống. Thành ra cái người già họ muốn ở tuổi già thì cần cái gì, là cần cái tình thương và cái sự bao bọc của gia đình để nó giúp cho duy trì cái tinh thần rất là quan trọng, là vì nếu mà tinh thần nó suy sụp thì sức khỏe nó cũng kém theo. Thành thử ra chúng tôi không thể nào, đây là một cái vấn đề chúng tôi nêu ra để cho mình thấy, chứ câu trả lời thì không thể nào nói được nếu trong trường hợp này thì người con trai nên làm thế này hay làm thế kia, tại cái đó mình không phán xét được, chỉ có người trong cuộc mới có thể biết được là mình nên làm điều gì thì tốt nhất. Và nếu mà mình có được cái sự hỗ trợ của cái người vợ của mình thì rất tốt. Và tới một cái lúc nào đó mình phải biết rằng đó, nếu mà cái cuộc sống của người bạn đời của mình nó bị ảnh hưởng tới một mức là có thể là không thể nào cứu vãn được, thì mình phải nghĩ tới một cái phương cách khác, có thể là mình phải có home care, đúng không thưa, có những cái dịch vụ để mà chăm sóc tại gia thì nó đỡ đi cái gánh nặng mà mình phải, nó là một cái trạng thái mình phải cân bằng, một cái cán cân mình phải đặt lên để làm sao để, tức là hiếu thảo vẫn có, và ngược lại đối với tình yêu của vợ chồng thì mình vẫn phải làm đủ cái bổn phận của người chồng, chứ không phải là chỉ mang tiền về cung cấp tất cả những tiện nghi trong tháng như vậy là đủ. Tại vì mình có cái trách nhiệm với nhau trên cái vấn đề về tinh thần và quan hệ vợ chồng nữa. Hương Thơ có nói chuyện với nhiều các cụ cao niên, thường thường ta nói nước mắt chảy xuống, thường thường các cụ cao niên bây giờ rất là thông cảm với lối sống hiện đại ngày nay, với lại những căng thẳng, những cái stress mà công ăn việc làm, con cái phải hứng chịu, rồi phải lo chăm sóc cho cha mẹ già, nên các cụ cũng nói là không nên làm phiền con cái. Các cụ lúc nào cũng dặn tự nhủ bản thân là như vậy, nên cũng rất là thương. Nhưng mà bây giờ mình cũng phải làm sao cho là duy hòa chung dung tất cả mọi thứ để mình đạt được cái câu trả lời tốt nhất. Bây giờ thì Hương Thơ, đó là những cái chuyện thật, người thật mà bà luật sư Hương vừa chia sẻ với chúng ta. Bây giờ Bích Trâm có thể đưa ra những lời khuyên từ các nhà tâm lý học như xã hội học góp nhặt, mà Bích Trâm đã góp nhặt được, làm sao cho con dâu sống hòa thuận với mẹ chồng như là con gái ruột. Vâng, làm sao để mà hòa hợp thì người xưa mình có câu là con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Có nghĩa là công việc lớn nhỏ gì của nhà chồng là con dâu đều phải chung lưng cùng với người chồng để mà đảm đang, để mà gánh vác. Nhiều khi là trách nhiệm còn lớn, còn nặng nề hơn là đối với gia đình của mình. Nhưng mà cái sự thật đó là giữa mẹ chồng và nàng dâu là hồi nãy nói rồi, hai người xa lạ, không có quan hệ ruột thịt máu mủ. Cho nên nếu như muốn vun sới
tình cảm thì cả hai bên đều phải là chủ tâm cố gắng mà gây dựng. Thì có thể là người mẹ chồng trong tư cách là người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm sống hơn, sẽ là người mà biết dùng tình thương, biết sử dụng cái lòng bao dung của mình để mà làm gương đối xử với con cái. Rồi ngược lại thì nàng dâu cũng coi trọng mẹ chồng của mình, cư xử lễ độ, kính nể. Là vì mình muốn người ta tôn trọng mình thì mình cũng phải tôn trọng người khác. Đó là cái nguyên tắc chung trong bất cứ mối quan hệ nào thôi. Và nên nhớ là khi mà có vấn đề gì với mẹ chồng của mình, và chắc chắn điều này nó sẽ xảy ra, thì có thể là chúng ta nói chuyện thẳng với mẹ, nhưng cũng đừng có bao giờ mà tỏ thái độ vô lễ. Hoặc là chúng ta có thể đây là một cái vấn đề nó quá tế nhị, chúng ta không nói chuyện được với mẹ thì chúng ta nói riêng với lại ông chồng, rồi bàn cái phương hướng để mà hóa giải một cách hòa bình. Và như hồi nãy luật sư Hương nói là người lớn tuổi thì người ta rất là cô đơn, nhiều khi người ta cũng hay tủi thân nữa, thì mình nên quan tâm, mình chăm sóc mẹ mình, cứ quan niệm đây là người mà đã sinh ra, cái bậc sinh thành ra người chồng mà mình yêu thương. Và khi mà những cái cử chỉ có thể là nhỏ thôi, chứ cũng không cần phải tốn nhiều tiền bạc gì, nhưng mà những cái cử chỉ mà nó đến từ cái tấm lòng rất là chân thành, nó sẽ chinh phục được tình cảm của mẹ chồng của mình. Và cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta đừng có tranh giành chồng với mẹ, có nghĩa là chúng ta đừng có đặt để chồng của mình vào chính giữa một cái cuộc chiến với mẹ. Là vì như vậy thì đặt anh ấy vào trong một cái tư thế là làm sao cũng thua hết, bênh vợ cũng thua mà bênh chồng cũng thua. Thì hồi nãy luật sư Hưng kể một cái câu chuyện thật, thì bây giờ Bích Trâm cũng xin chia sẻ một cái bản tin mà Bích Trâm góp nhặt được. Thì là một câu chuyện thật xảy ra ở bên Trung Quốc, thành phố Tô Châu, cũng mới tháng trước đây thôi. Thì một cái vụ tự tử rất là hy hữu, nhưng mà may là không có ai chết cả. Thì cả mẹ chồng và nàng dâu vì trong lúc cãi vã xung đột là đều nhảy sông tự tử. Thì nàng dâu nhảy xuống trước, rồi thấy vậy thì bà mẹ chồng có lẽ là muốn thử lòng con trai mình xem nó sẽ cứu ai, cũng nhảy xuống luôn. Thì đến đây thì Bích Trâm xin hỏi luật sư Hưng, vì luật sư Hưng cũng là một người con trai, có lẽ là cũng từng ở trong, không biết là nếu như luật sư Hưng đối diện với tình cảnh này thì luật sư Hưng sẽ cứu ai, bên hiếu bên tình? Mình cứu thì lại không được, nhưng mà mình kêu vợ mình cứu mẹ mình thì cái điều đó là hay nhất, đúng không? Đó. Thì như vậy đó, thì cách tốt nhất đó, làm sao đó, là cái chỗ nước đó nó là sông cạn thôi. Đó, thì người ta nhảy xuống, tại vì có trường hợp người nhảy xuống lá cứu tôi với, nhưng nếu mà đứng lên thì nước nó chỉ đến đầu gối thôi. Thành ra là thứ nhất, nó có nói đùa, nhưng mà thưa quý vị, thứ nhất là không nên thử lòng nhau. Tại vì nếu mình thử thì mình phải chịu được, mình phải có can đảm để mà chịu đựng cái hậu quả. Tại vì mình thử, mình nghĩ rằng mình mong muốn cái kết quả tốt nhất, nhưng mà nhiều khi mình không được cái kết quả đó mà mình được một cái gì xấu nhất. Thì mình rất, có thể là cũng rất may là cái khúc sông đó hay là hồ đó, cái nước nó cạn thôi, thành ra không ai chết cả. Tại vì nếu không biết bơi mà xuống kiểu đó thì chỉ mấy phút là đã xong đời rồi. Hồ đi sâu, chứ không có cạn. Chẳng xin nói tiếp cái kết cục của bản tin này nó đã kết thúc ra sao. Thì rốt cuộc là anh chàng này, anh lấy quyết định là anh nhảy xuống sông, anh cứu bà mẹ. Nhưng mà còn cô vợ thì rất may là có ông hàng xóm ở sát vách, ông nhảy xuống, ông cứu cô vợ lên. Thì khi mà bản tin này đưa ra thì dư luận người ta xôn xao, và dĩ nhiên ai cũng góp ý vào thì người ta tán thành. Người ta nói là anh này đã quyết định đúng khi mà cứu bà mẹ. Nhưng mà người ta rất là chê trách cả hai người phụ nữ là cư xử rất là thiếu sáng suốt, đã đặt để người con trai đó trong một cái tình huống rất là khó xử. Rồi có người còn nói đùa, nói là anh chồng này nên cảm ơn cái anh hàng xóm đó cứu vợ mình, nhưng mà cũng phải coi chừng cái anh hàng xóm đó có ngày mất vợ như chơi dớt luôn vợ tôi. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng, tại vì ba chúng ta sẽ là những người bố chồng, mẹ chồng tương lai,
thì trong cương vị của một người gọi là in-law thì luật sư nghĩ rằng mình phải làm gì để tránh những cái nhức đầu cho cái người con của mình khi mà có gia đình riêng? Và có thể trong tương lai mình sẽ có một cái đề tài là chàng rể và bố vợ, đúng không? Thì trả lời câu hỏi của Hương Thơ cũng như là với Bích Trâm đó, thì đừng làm khó con của mình. Và nếu mà mình nhìn vào trong khía cạnh rằng là con mình nó cũng là con dâu hay con rể của người ta, thì bây giờ mình có muốn con dâu, con của mình đó, khi mà với lại những cái người mà kể như là bên thông gia được đối đãi như vậy không? Và mình phải cho con của mình phải nhìn nó một cái khía cạnh khác, là bởi vì nếu mà nó có gia đình và có sự trưởng thành thì hãy tôn trọng cái ý kiến của con của mình, hay là mình lùi lại và mình không có can thiệp hay là cho những cái sự chỉ dẫn. Dĩ nhiên là đối với bậc phụ huynh bố mẹ thì bao giờ cũng nghĩ rằng là sự lo lắng mình nhắc nhở con là nên làm điều này điều nọ, hay là đừng có tin vợ quá hay đừng tin chồng quá. Tại vì Hương Thơ với em biết rằng là một trong những cái điều mà chúng tôi hay gặp nhất khi mà các quý vị đến văn phòng để làm living trust đó, để lại di sản tài sản cho con cái đó, thì bao giờ câu nhắn nhủ là luật sư nhớ làm sao là tài sản này tôi chỉ để cho con thôi chứ không có dâu và không có rể. Đó thì đó là cái sự lo lắng, là tại vì nghĩ rằng ok là nếu mà gặp người dâu hay người rể không tốt thì sẽ bòn rút của con của mình, thành ra là mồ hôi nước mắt thì nó sẽ đưa về cho người khác, người ngoài đó. Nhưng mà mình phải nghĩ như thế này là ok, mỗi một cái con người đó thì đều có một cái hướng nhìn và một cái cách sống khác nhau, cũng như là một cái ngọn nến hay là một cái que diêm đó, thì que diêm nó đốt được bao lâu hay là nó cháy như thế nào thì đó là tùy theo cái sự cư xử của người, thành ra là mình không thể nào mà mình thì giúp tới mức độ nào thôi, nhưng mà mình phải có một cái sự tôn trọng. Và mình nếu mình nghĩ rằng là con dâu con rể mình đối cũng như con thì chỉ là giai đoạn, chỉ là thời gian, thì những người đó họ sẽ cảm nhận được cái thành ý của mình. Và ngay cả với người con đối với nhạc phụ đại nhân hay nhạc mẫu đại nhân cũng làm được như thế, thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có vấn đề. Vâng, xin mời Mỹ Trâm có câu lời kết. Vâng, thưa quý khán thính giả, mối quan hệ xưa như trái đất cùng những cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thì tưởng chừng nó đến từ là vì không có quan hệ huyết thống với nhau cho nên khác máu thì tanh lòng. Nhưng mà đôi lúc cũng là vì do cái sự khác biệt giữa hai thế hệ, hai quan điểm sống, và đôi lúc là nó đơn giản là cái sự thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc, thông hiểu lẫn nhau. Trong khi đáng lẽ ra là hai người đàn bà này là vì cùng yêu thương, cùng quan tâm một người, tức là người chồng hay là người con của mình, thì sẽ thân nhau, sẽ thương nhau và giúp nhau mang hạnh phúc cho người mà mình thương. Bên cạnh đó thì vai trò của người nam trong gia đình rất là quan trọng. Nhiều người ta nghĩ đơn giản là đó là chuyện của hai phụ nữ, cho nên họ vô tư, họ đứng ngoài cuộc, hoặc là họ làm cái sai lầm rất lớn là họ nghiêng hẳn qua một bên, họ theo mẹ hay là theo vợ. Nhưng cái điều nên làm là người con trai nên đứng giữa và phải đứng cho thật thẳng, và phải làm một cái chiếc gạch nối để mà hai người phụ nữ, một già một trẻ, có thể hiểu nhau. Và mẹ chồng nàng dâu thì cũng tự điều chỉnh những cái thiếu sót. Thưa quý vị, một chút yêu thương, một chút thông cảm sẽ và chia sẻ thì có lẽ cũng sẽ đủ để mà xây nên một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thưa quý vị, qua đề tài này thì Hương Thơ mong quý vị phụ nữ nào đang có sự căng thẳng không thể giải quyết với mẹ chồng hay với nàng dâu thì hãy hiểu rằng quý vị không phải là người duy nhất ở trong tình huống này. Mẹ chồng hay nàng dâu đều là hai vai trò mà có thể trong đời của chúng ta phải trải nghiệm qua. Và Hương Thơ xin kết thúc một bài thơ có tựa là Người đàn bà thứ hai của tác giả Phạm Thị Vĩnh Hà, và mong rằng sau khi nghe chương trình Chuyện người chuyện ta này, quý vị sẽ tìm ra phương cách để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng và nàng dâu. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, bởi trước con anh ấy là của mẹ. Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ, nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi. Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời, hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy. Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy, con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai. Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai. Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ, nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ. Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
con chỉ là cơn gió mong manh, những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy. Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháy, anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi. Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời, cũng có thể chia tay trong ngày mai có thể. Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ, dù thế nào con cũng chỉ thứ hai. Chương trình Chuyện Người Chị Ta đến đây xin được kết thúc và xin hẹn quý vị vào lần tới. Xin kính chào.